Media đã trân trọng tổ chức bữa tiệc fashion show chiều xuân tại không gian ngoại cảnh lãng mạn, nằm trong chuỗi những cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nahi tại Bắc Sơn City Plaza, quận Tân Bình, là doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất hàng may mặc, chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang may mặc nam nữ cao cấp cho các khách hàng tuổi trung niên. Chẳng biết từ bao giờ, cà phê đã trở thành hương vị thiết yếu của cuộc sống. Cứ thế thưởng thức cà phê trở thành một thói quen, một nét văn hóa đặc sắc. Với Đạt thì Đạt muốn xây dựng mình là một cái mẫu người, là người đàn ông lịch lãm, hay là mình đi làm giám khảo, hay là mình đi diễn những cái bộ sưu tập của các nhà thiết kế. Muốn đem lại những điều thú vị và bất ngờ tới tất cả những khán giả yêu thích thời trang, chương trình Mốt và Cuộc Sống đã khám phá đến một địa điểm ghi hình vô cùng đặc biệt cho show diễn đầu tiên của năm 2018. Hãy cùng chiêm ngưỡng bức họa mùa xuân là ý tưởng xuyên suốt bộ sưu tập áo dài mà nhà thiết kế Thiên Trang muốn mang đến trong dịp xuân này. Với những bàn hoa tay cần mẫn, sự sáng tạo tinh hoa bộ sưu tập hoa tay được nhà thiết kế khéo léo chọn lọc từ chất liệu, lụa, màu sắc, những sợi chỉ tơ tằm, cùng những chuyến đi trên mọi vùng miền, những hình ảnh mưu sinh, cánh đồng lúa, vườn hoa dài, đồng cỏ lau, in sâu vào tâm trí nhà thiết kế để cho ra những chiếc áo đẹp tựa như những bức tranh sống động, mang một giá trị nghệ thuật cao.